Kinh Pháp Cú. Phẩm song yếu. 1. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. 2. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. 3. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. 4. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. 5. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. 6. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. 7. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió. 8. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá trước gió. 9. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời ớ trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. 10. Ai rời bỏ ớ trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật xứng áo cà sa. 11. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. 12. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật, do chánh tư chánh hạnh. 13. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. 14. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. 15. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não, thấy nghiệp ế mình làm. 16. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. 17. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đòi cõi dữ than hơn. 18. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. 19. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. 20. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tịnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh.